Radio Tin Mừng xin kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ hai, 24 tháng 9 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: tin Công giáo, suy niệm lời Chúa, thắc mắc Công giáo, tán động trong ngày. Muôn đời vẫn tin tiếng thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin tiếng thần con. Mời quý vị và các bạn cùng nghe thiên điểm qua bản tin Công giáo. Cấm những thánh giá phục vụ và tận tụy. Đức Giáo Hoàng nhận cho 8 giám mục Trung Quốc được hiệp thông. Hãy làm việc vì công ích. Cha Thánh Pio mang lòng thương xót đến New York. Cấm những thánh giá phục vụ và tận tụy. Trong bài huấn dụ ngắn trong giờ đọc kinh truyền tin tại Conas, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tránh xa thái độ thâm hiểm loại trừ nhau. Trưa Chủ nhật 23 tháng 9, vào cuối thánh lễ cử hành tại Conas, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin với mọi người. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố bắt hại người Do Thái tại Lituli. Nhận định để khám phá kịp thời những mầm mống mới của thái độ thâm hiểm. Cách đây 75 năm, quốc gia này đã chứng kiến sự tàn phá chung kết ghetto Do Thái ở Vilnius. Đó là tột đỉnh sự tiêu diệt hàng ngàn người Do Thái, bắt đầu từ 2 năm trước. Như chúng ta đã đọc trong sách Khôn Ngoan, dân Do Thái đã bị lăng mạ và hành hạ. Chúng ta hãy nhớ lại thời kỳ ấy và cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn quân định để khám phá kịp thời những mầm mống mới của thái độ thâm hiểm. Dưới bất kỳ sắc thái nào, làm tê diệt tâm hồn của những thế hệ trẻ, khiến họ không cảm nhận những nguy hiểm và có thể chiều theo những luận điệu thu hút. Thay thập giá gánh nặng bằng thánh giá quan tâm phục vụ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Lituli, nơi hàng ngàn người đã mang thánh giá đến cắm tại đó. Ngài nói, tôi mời anh chị em, trong khi đọc kinh truyền tin, hãy cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta cắm những thánh giá phục vụ và tận tụy tại những nơi đang cần chúng ta, trồng những thánh giá trên ngọn đồi, nơi có những người rốt cùng cư ngụ, nơi đang cần có sự quan tâm tế nhị đối với những người bị gạt ra ngoài lề, những người thiểu số, để đẩy ra khỏi những môi trường và văn hóa của chúng ta những nguy cơ tiêu diệt người khác, loại họ ra ngoài, nguy cơ tiếp tục gạt bỏ những người làm phiền và gây xáo trộn cho cuộc sống thoải mái của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa Giê-xu đã đặt một trẻ nhỏ ở trung tâm, Ngài đặt em bé ở khoảng cách đồng đều với mọi người để tất cả cảm thấy bị kích thích phải đưa ra một câu trả lời. Khi nhớ đến lời thưa xin vâng của mẹ Maria, chúng ta hãy cầu xin mẹ làm cho lời thưa xin vâng của chúng ta cũng được quảng đại và phong phú như lời của mẹ. Đức Giáo Hoàng nhận cho 8 giám mục Trung Quốc được hiệp thông. Hôm 22 tháng 9 2018, Đức Thánh Cha đã nhận cho 8 giám mục tại Trung Quốc chịu chức bất hợp pháp được hiệp thông với giáo hội. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, để hỗ trợ việc loan báo tin mừng tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định nhận cho 8 giám mục chính thức thụ phong không có phép của Tòa Thánh, được tái hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, đó là các giám mục Giuse Quốc Kim Tài, Giuse Hoàng Bỉnh Chương, Paulo Lôi Thế Ngân, Giuse Lưu Tân Hồng, Giuse Mã Anh Lâm, Giuse Nhạc Phúc Sanh, Vinh Sơn Chim Tư Lộc, Anton Đồ Thế Hoa, vị này qua đời ngày 4 tháng 1 2017, trước khi chết đã bày tỏ ước muốn hòa giải với Tòa Thánh. Mong ước của Đức Thánh Cha. Đức Giáo Hoàng Francisco cầu mong rằng, với quyết định trên đây, giáo hội có thể khởi đầu một cuộc hành trình mới, giúp khắc phục những vết thương quá khứ, thực hiện hiệp thông trọn vẹn của tất cả các tín hữu Công giáo Trung Quốc. Cộng đồng Công giáo tại Trung Quốc
kêu gọi sống trong sự cộng tác huynh đệ hơn, để với quyết tâm mới mang báo tin mừng. Thực vậy, giáo hội hiện diện để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tình thương tha thứ và cứu độ của Chúa Cha. Thành lập giáo phận Thừa Đức. Mặt khác, Đức Thánh Cha quyết định thành lập giáo phận Thừa Đức sẽ là giáo phận thuộc hạt của giáo phận Bắc Kinh, và với nhà thờ Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành là nhà thờ chính tòa thuộc thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Trước đây, một phần lớn lãnh thổ của giáo phận mới này thuộc giáo phận đại diện Tôn tòa Nội Mông Cổ, thành lập ngày 21 tháng 12 năm 1883 và được nâng lên hàng giáo phận Kim Châu năm 1946. Giáo phận Thừa Đức rộng 39.519 cây số vuông với dân số 3,7 triệu dân, trong đó có 25.000 tín hữu Công giáo, 12 giáo xứ và 7 linh mục, một số nữ tu và chúng sinh. Hãy làm việc vì công ích, Đức Giáo hoàng nhắn nhủ người dân Lithuania. Ngày 22 tháng 9, Đức Giáo hoàng mở đầu chuyến tông du đến các nước Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia, bằng buổi gặp các giới chức, đại diện dân sự và các đoàn ngoại giao Lithuania tại dinh tổng thống ở thủ đô Vilnius. Đức Giáo hoàng nhắc rằng chuyến tông du lần này của ngài trùng dịp kỷ niệm 100 năm tuyên bố độc lập của đất nước này năm 1918 sau khi kết thúc Thế chiến thứ nhất. Lithuania sau đó lại bị Liên bang Xô Viết chiếm đóng vào năm 1940, sau đó họ lại rơi vào tay Đức Quốc xã cho đến tận năm 1944, rồi lại tiếp tục bị Xô Viết chiếm đóng. Đến khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1990, Liên bang Xô Viết mới giành lại được tự do. Bài học từ quá khứ. Đức Giáo hoàng Francisco chỉ ra rằng đã một thế kỷ trôi qua với vô số gian nan và đau khổ, với những chuyện giam cầm, trục xuất và thậm chí cả tử đạo. Mừng kỷ niệm 100 năm độc lập có nghĩa là dành thời gian để dừng lại và hồi sinh ký ức về những trải nghiệm này, để có thể gắn bó với những gì gắn kết anh chị em thành một quốc gia và tìm được chìa khóa để đối diện các thách thức, cũng như hướng về tương lai trong tinh thần đối thoại và hiệp nhất với tất cả những người sống trong quốc gia này, bảo đảm không một ai bị loại trừ. Sự hiếu khách của Lithuania. Đức Giáo hoàng thấy được sự hiếu khách của Lithuania, nơi việc đón nhận, cho chỗ nương náu và chấp nhận những người thuộc nhiều sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Họ sống bình yên với nhau cho đến khi những hệ tư tưởng chuyên chế đến và gieo rắc bạo lực, bất tín và xói mòn năng lực đón nhận và hòa hợp của họ. Tôi mong muốn người dân Lithuania hãy khoan dung, hiếu khách, tôn trọng và đoàn kết. Hãy nâng lên những phẩm chất của dân tộc mình trong quá khứ, chứ đừng co cụm lại. Tôi mong anh chị em hãy khao khát mưu cầu công ích và đấu tranh vì nó. Người dân Lithuania đã chịu nhiều đau khổ khi những hệ tư tưởng chuyên chế cố gắng áp đặt hình mẫu duy nhất của họ, muốn loại trừ mọi sự khác biệt dưới chiêu bài tuyên truyền, muốn mọi người tin rằng đặc quyền đặt lợi của một số người thì quan trọng hơn phẩm giá của những người khác, hơn cả công ích. Mọi cuộc xung đột đang xảy ra chỉ có thể đi đến được giải pháp bền vững nếu như giải pháp đó đặt trên sự công nhận rõ ràng phẩm giá của con người, nhất là của những người yếu đuối nhất, cũng như nhìn nhận rằng tất cả chúng ta có một thách thức là phải mở rộng tầm mắt và thấy được điều tốt đẹp, có lợi cho tất cả mọi người. Tuổi trẻ. Đức Giáo hoàng Francisco thúc giục người dân Lithuania chú ý đặc biệt đến giới trẻ, thăng tiến những chính sách cho phép người trẻ tham gia tích cực hơn trong việc xây dựng xã hội và cộng đồng. Đó sẽ là hạt giống hy vọng nảy sinh sự hiếu khách đối với người lạ, thân thiện với người trẻ, quan tâm người già và trẻ em, và cuối cùng là cởi mở với tương lai. Cha Thánh Pio mang lòng thương xót Chúa đến New York. Tháng 9 ở phố Little Italia là một trong những phố có nhiều lễ hội được mong chờ trong năm ở New York. Đó là lễ Thánh San Gennaro, người đã hơn 100 năm nay ở trong cộng đoàn di dân Ý. Chỉ một thánh lễ đơn sơ và rước kiệu để mừng vị thánh thân yêu của họ đã trở thành ngày lễ cho toàn người dân Ý ở đây. Đây là lúc các người bán hàng dạo và các cửa tiệm ở Mulberry đem bàn ghế, hàng hóa ra đường chân, làm cho con đường thành rất hẹp, không đi được. Mùi thức ăn thơm nức hòa với tiếng cười đùa của những người đi dạo chậm chậm ngoài đường dưới ánh mặt trời chói chang của ngày lễ.
Nhưng năm nay những người đi xem lễ hội sẽ có một ngạc nhiên thú vị chờ họ trên con phố vui chơi Mulberry Street. Một vị thánh sẽ đến đây và sẽ làm cho cộng đoàn Ý thích thú. Vị thánh này là bức tượng bằng đồng nặng 1.000 cân Anh được đặt trước nhà thờ chính tòa St. Patrick. Du khách gia Timothy Mann, người nổi tiếng với bức tượng Chúa Giêsu người vô gia cư, biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa Kitô bên cạnh người nghèo, người sống bên lề xã hội, đã khắc bức tượng cha thánh Pio lớn bằng người thật. Bức tượng có tên Cha xá tội cho con là món quà của Hiệp hội Cha thánh Pio tặng cho giáo xứ và cộng đoàn địa phương. Bức tượng mô tả lòng thương xót Chúa Giêsu Kitô qua hình ảnh một bên là người ăn năn, bên kia là cha thánh Pio giải tội nhân danh Chúa Kitô. Nhà điêu khắc mời người xem ở bên cạnh cha thánh Pio cảm nhận sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót Chúa dưới hình thức rất gần gũi, có thể chạm vào được. Và thế là khu phố Little Italy có một dân cư mới ngồi ở Mulberry Street bên cạnh ngôi nhà thờ cổ kính để chờ các tâm hồn, những tâm hồn cần chữa lành, những tâm hồn cần tình yêu, những tâm hồn cần lòng thương xót như mỗi người chúng ta đều cần. Tuần này là kỷ niệm 50 năm ngày cha thánh Pio qua đời. Cha đã từng nói, sau khi cha qua đời, cha sẽ làm nhiều hơn nữa. Sứ mạng đích thực của cha sẽ bắt đầu sau khi cha chết. Bức tượng của lòng thương xót này ở một nơi sầm uất của vùng Manhattan và các lời cầu nguyện sẽ đổ xuống thành phố bị tổn thương vì tội. Bức tượng kín đáo mời gọi người qua đường đến gặp lòng thương xót Chúa như cha thánh Pio đã gặp trong đời của Ngài. Cha thánh Pio xin cầu nguyện cho chúng con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 8 từ câu 19 đến câu 21. Những ai thật sự thuộc gia đình của Đức Giêsu. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Câu trả lời của Chúa gợi cho chúng ta cảm giác Chúa hững hờ với mẹ Ngài và anh em của Ngài. Nhưng thực ra không phải vậy. Đức Giêsu đang ca ngợi Đức Maria, vì hơn ai hết, mẹ là người luôn biết lắng nghe và thực hành ý Chúa một cách tuyệt đối. Điều Đức Giêsu muốn nói với chúng ta chỉ thực sự là anh em với Ngài, nghĩa là được chia sẻ sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc trong nhà Ngài. Khi chúng ta biết lắng nghe và làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha, tất cả những gì Thiên Chúa cho xảy đến trong cuộc đời chúng ta đều đã được an bài tốt đẹp, nếu chúng ta biết tin nhận và thi hành với tất cả lòng yêu mến, phó thác, thì đó là một hạnh phúc lớn lao cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người thật hạnh phúc vì chúng con được làm con Chúa và được lời Chúa dạy dỗ, dẫn dắt trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết lắng nghe và sống theo những điều Chúa dạy. Đi theo lời Chúa, chúng con sẽ cảm được sự êm ái và được bảo đảm trước những gian nan thử thách để có thể trở về nhà cha trong bình an và hân hoan. Amen. Mẹ mình yêu của con.
mẹ như ánh sao soi đường thân lối tôi. Về với Giêsu đấng con trong đời chiều hiền đáp lễ. Về với Giêsu đấng con trong đời. Về với Giêsu đấng con trong đời chiều hiền đáp lễ. Về với Giêsu đấng con trong đời. Về với Giêsu đấng con trong đời chiều hiền đáp lễ. Về với Giêsu đấng con trong đời. Về với Giêsu đấng con trong đời chiều hiền đáp lễ. Về với Giêsu đấng con trong đời. Về với Giêsu đấng con trong đời. Tiếp theo là chuyên mục thắc mắc công giáo. Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi. Tiến hóa và linh hồn. Con vật không có linh hồn, con người thì có. Vậy chúng ta tiến hóa như thế nào? Từ con ong, con vượn, con khỉ hay những loài gọi là đã mất? Bạn thân mến, đúng là có cái gì đó làm chúng ta thành con người. Cái đó không thể giải thích được bằng cái phần vật thể nơi chúng ta, mà phần này có thể đã phát sinh từ những sinh vật khác qua những cuộc tiến hóa. Yếu tố thiêng liêng, phi vật thể này, thiết yếu đối với nhân cách con người chúng ta là cái mà truyền thống Công giáo gọi là linh hồn, theo kiểu nói của triết học Hy La. Vì linh hồn không phải là vật chất, nên chúng ta không thể tách ra từng phần để truyền lại theo kiểu cha mẹ chúng ta truyền lại từ phần máu thịt của các ngài cho cơ thể chúng ta. Đây là lý do khiến Hội Thánh dạy và vẫn dạy rằng, trong lúc cơ thể chúng ta có thể tiến hóa từ những cơ thể khác, thì phần thiêng liêng của chúng ta chỉ có thể hiện hữu qua hành vi tạo dựng trực tiếp của Thiên Chúa. Mỗi một linh hồn chúng ta, có thể nói như thế, đều là mới tinh từ tay đấng tạo hóa. Truyền thống đã cho thấy, ít ra là có ám chỉ về giáo huấn này trong Thánh Kinh. Chẳng hạn khi ta chết, bụi đất trở về đất là nơi nó phát xuất. Phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Sách Giảng Viên chương 12 câu 7. Và chúng ta được sửa dạy bởi người cha trần thế mà chúng ta vẫn tôn kính. Vậy chúng ta lại không phải phục tùng cha trên trời để được sống ư? Sách Do Thái, chương 12 câu 9. Quan điểm về vấn đề tiến hóa được Đức Pio 12 nhắc lại trong thông điệp Dòng giống nhân loại năm 1950. Ngài nói, phù hợp với tình trạng hiện tại của khoa học nhân văn và thần học, giáo huấn của Hội Thánh không ngăn cấm những nghiên cứu và tìm tòi của những người thành thạo ở cả hai lĩnh vực liên quan đến học thuyết tiến hóa. Khi tìm hiểu về nguồn gốc của cơ thể con người, xét như phát sinh từ một chất thể, tiền hữu và có sự sống. Vì đức tin Công giáo, buộc chúng ta tin rằng, linh hồn thì trực tiếp do Thiên Chúa tạo dựng. Con quỷ hay con rắn? Trong câu chuyện cuộc cám dỗ ở sách Sáng Thế, con rắn lừa gạt bà Eva ăn trái cây, bà đưa cho ông Adam cùng ăn, sau đó Chúa đuổi ông bà ra khỏi vườn địa đàng, và con rắn thì bị nguyền rủa. Tôi thấy hình như con rắn bị trừng phạt vì điều con quỷ đã làm. Tôi không tin là Thiên Chúa lại trừng phạt một thụ tạo vì lỗi lầm của một thụ tạo khác. Trước hết, bạn cần đọc cẩn thận một vài bài giải thích Thánh Kinh, kể cả những bài cho biết chúng ta có thể hiểu câu chuyện tạo dựng trong sách Sáng Thế như thế nào. Bạn có thể bắt đầu với những trang dẫn nhập trong cuốn New American Bible. Cuốn sách được xuất bản dưới sự bảo trợ của các giám mục Hoa Kỳ. Những trang dẫn nhập này phản ánh giáo huấn của Hội Thánh Công giáo về sự cần thiết phải nhìn nhận có những thể văn khác nhau trong Thánh Kinh. Chẳng hạn như trong khi mô tả việc tạo dựng và sự sa ngã của dòng giống loài người. Nói một cách vắn tắt, chúng ta không nên hiểu những câu chuyện này diễn tả trực tiếp theo nghĩa đen, lịch sử thế giới và loài người. Chẳng hạn, bạn nói về lời nguyền rủa của con rắn vì đã cám dỗ Adam và Eva, theo đó, kể từ lúc ấy, con rắn phải bò bằng cách trường bụng. Sách Sáng Thế chương 3 câu 14.
Thế bạn có bao giờ thắc mắc con rắn di chuyển như thế nào trước khi nó bị nguyền rủa không? Thí dụ này không phải để bông đùa, nhưng để nhấn mạnh rằng những điều ấy không luôn luôn đơn giản như chúng có vẻ đơn giản, và việc đọc một cuốn sách công giáo uy tín đúng đắn về vấn đề này có thể hữu ích cho bạn. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Jean Corret, vị giám mục Tiệp Khắc, đã từng phải sống lén lút dưới chế độ cộng sản của Tiệp Khắc trước kia, tâm sự rằng Ngài đã gặp gỡ được nhiều người lúc Ngài phải làm việc như một công nhân hơn là lúc Ngài ở trong tòa giám mục. Tiết lộ trên đây của Đức cha Jean Corret phản ánh trung thực điều mà Chúa Giêsu đã từng nói đến trong Tin Mừng, đó là có ai đốt đèn rồi lại đem để ở trong thùng hay dưới gầm giường không? Nào chẳng phải là đặt ở trên giá đèn sao? Thưa rằng phải đúng như thế, bởi vì lý do hiện hữu của cây đèn là để soi sáng. Vậy khi cây đèn không còn soi sáng cho ai, thì nó không còn phải là cây đèn nữa. Cũng thế, lý do hiện hữu của người Kitô hữu là phải tỏa sáng niềm tin của chúng ta, để cho người khác nhờ ánh sáng đó mà được dẫn đưa đến chân lý và hy vọng. Hay nói một cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, âm thầm hay hiện hiện, việc làm chứng cho đức tin trong cuộc sống hàng ngày của những người Kitô hữu chúng ta không phải là một việc làm có tính cách nhiệm ý, nghĩa là muốn làm hay không tùy ý, mà trái lại, đó là một đòi hỏi tất yếu, bao trùm tất cả cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Đề cập đến cuộc khủng hoảng đức tin ngày hôm nay, Đức Thánh Cha Benedicto XVI có lần đã phát biểu, việc chối đạo của những con người hôm nay chính là việc loại bỏ chứng từ đức tin ra khỏi cuộc sống của người Kitô hữu. Rồi trong một đoạn khác, Ngài nói tiếp, việc trở lại với đức tin của đế quốc La Mã ngày xưa không phải là kết quả của những hoạt động do giáo hội hoạch định, mà chính là do những thành quả của những chứng từ đức tin được thể hiện qua cuộc sống của những người Kitô thời đó. Như thế, đời sống của những người Kitô hữu phải là những ngọn đèn thắp sáng
và được đặt trên giá đẹp. Thật vậy, giữa biển khơi đầy những phong ba bão táp của cuộc đời này, con người luôn khát khao nhìn thấy ánh sáng chỉ đường của những ngọn hải đăng. Cũng thế, giữa những đêm đen của đau khổ, thất vọng, của những lừa đảo, hận thù, con người cần nhìn thấy được chân trời rực sáng của những buổi bình minh đang ló dạng để tiếp tục nuôi hy vọng. Những ngọn hải đăng ấy, những vùng chân trời sáng ấy là gì, nếu không phải là cuộc sống niềm tin của những người Kitô hữu chúng ta? Âm thầm trong những bổn phận hàng ngày, thinh lặng trong những đau khổ, hiện diện giữa lòng xã hội với một cuộc sống vui tươi, phục vụ, bác ái, nhẫn nhục. Với một lối sống như thế, người Kitô hữu sẽ trở thành những ngọn đèn được thắp sáng và được đặt trên giá đèn. Ước gì đời sống Kitô hữu của chúng ta luôn ý thức tầm quan trọng của việc sống niềm tin trong cuộc sống và quyết tâm sống niềm tin ấy, để mỗi người trở thành những ngọn đèn được thắp sáng giữa môi trường mà chúng ta đang sống. Amen. Sống trong tình Chúa, trong tình Chúa suốt đời an vui. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Kính chúc quý thính giả luôn được tràn đầy tình yêu của Đức Kitô. Tôi lắc đầu đi.